Kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng và hấp dẫn của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên khiến người hâm mộ bàng hoàng khi tin xấu mới nhất ập đến với bóng chuyền nữ Việt Nam. Tiếp theo là thông tin câu lạc bộ châu Á lập thành tích lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam liệu có tạo kỳ tích. Nối tiếp là thông tin thú vị khi chưa thi đấu, bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ dẫn đầu giải vô địch các câu lạc bộ thế giới ở một điều. Và cuối cùng là thông tin cực kỳ quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ khi Thanh Thúy, Kiều Trinh đều không đánh giải vô địch thế giới 2023. Bích Tuyền hứa chắc như đinh đóng cột. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên khiến người hâm mộ bàng hoàng khi tin xấu mới nhất ập đến với bóng chuyền nữ Việt Nam. Trải qua nửa ngày di chuyển, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt chân tới Hàng Châu, Trung Quốc, địa điểm diễn ra giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Trong năm nay, đội tuyển đã làm quen với những chuyến đi tương tự, vì vậy việc di chuyển lần này không phải là trở ngại quá lớn. Thay vào đó, vấn đề khiến Lâm Anh và các đồng đội có phần bị ngợp chính là thời tiết. Tháng 12 tại Trung Quốc đã bước sang mùa đông, nhiệt độ đang chỉ ghi nhận tại Hàng Châu lúc này là 6 độ C, chênh lệch rất lớn với thời tiết tại Hà Nội 25 độ C. Chính vì chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến các cô gái bị sốc dù đã tiên liệu trước tình hình. Trước đó, ban huấn luyện cũng đã dặn dò các vận động viên chuẩn bị khăn và áo ấm khi thời tiết tại Trung Quốc lúc này rất lạnh. Vì vậy, đội cũng đã có sự chuẩn bị. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại Hàng Châu sẽ ngày càng xuống thấp trong ít ngày tới. Đỉnh điểm vào thứ Bảy tuần này, ngày 16 tháng 12, nhiệt độ có thể xuống đến âm 2 độ C. Đây cũng là yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng đến phong độ của các vận động viên. Dẫu vậy, trong khả năng của mình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã có những phương án chuẩn bị. Toàn đội sau hành trình di chuyển dài có tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào thử thách lớn nhất từng đối mặt. Câu lạc bộ châu Á lập thành tích lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam liệu có tạo kỳ tích? Người hâm mộ hy vọng bóng chuyền nữ Việt Nam có thể làm nên bất ngờ giống như câu lạc bộ Suntory Sunburst của Nhật Bản tại giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023. Trong trận tranh hạng 3 giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023 nội dung nam, câu lạc bộ Suntory Sunburst của Nhật Bản tạo nên cơn địa chấn khi hạ gục đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Hạc Bành với tỷ số 3-2 đầy kịch tính. Chiến thắng này mở ra một trang mới cho câu lạc bộ của xứ hoa anh đào. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản có đại diện tham dự và giành huy chương tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới. Sau hơn 9 năm, mới lại có một đội bóng nam của châu Á bước lên bục nhận giải của giải đấu danh giá cấp câu lạc bộ này. Đoàn quân của huấn luyện viên Yamamura thể hiện một lối chơi tấn công công hiến với ngòi nổ số 1 là khổng lồ bóng chuyền nước Nga Michi Musashi. Nhìn vào thành công của Suntory Sunburst, người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu một đại diện khác của châu Á là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một lần nữa tạo ra phép màu khi trở lại Hàng Châu. Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023 với nội dung nữ sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Châu Á đóng góp hai đại diện là câu lạc bộ Ngân hàng Bột Hải Thiên Tân và Sport Center One, thực chất là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trên thực tế, cơ hội lọt vào bán kết của Việt Nam không có nhiều khi nằm cùng bảng với đương kim vô địch Champions League và kiếp bánh SK và Dentil Braya Club của Brazil. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn là đối thủ mạnh nhất tại giải đấu năm nay. Dentil Braya cũng không hề kém cạnh khi vô địch giải quốc nội trong mùa bóng vừa qua. Trong khi đó, câu lạc bộ Thiên Tân được đánh giá cao hơn khi sở hữu nhiều tuyển thủ thuộc đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc như Yuan Xinyue, Li Yingying hay Wang Yuanyuan. Những chuẩn bị chuyên môn cuối cùng của đội tuyển đã được hoàn tất sau chuyến tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trong buổi sáng ngày 11 tháng 12, toàn đội đã lên đường di chuyển tới Hàng Châu, Trung Quốc từ sân bay quốc tế Nội Bài. Trận đấu mở màn giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và VakitBank SK dự kiến diễn ra lúc 12 giờ ngày 13 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Tiếp theo là thông tin thú vị khi chưa thi đấu, bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ dẫn đầu giải vô địch các câu lạc bộ thế giới ở một điều. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới cái tên Sport Center One sẽ chuẩn bị tranh tài tại giải vô địch các câu lạc bộ thế giới diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc sau đây 2 ngày. Chỉ ít thời gian nữa, giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ thế giới 2023 sẽ khởi tranh tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là giải đấu có sự góp mặt của các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam dưới tên gọi Sport Center One, đại diện các câu lạc bộ ở Việt Nam và châu Á, tranh tài ở giải đấu cao quý nhất dành cho các câu lạc bộ. Tại giải đấu này, Sport Center One sẽ nằm ở bảng B cùng với hai gương mặt cụm cán và kiếp bánh SK Thổ Nhĩ Kỳ, đương kim vô địch châu Âu và Dentil Braya Club Brazil, đương kim vô địch khu vực Nam Mỹ. Trận đấu đầu tiên của đội sẽ là màn đối đầu với VakitBank
vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Dù chưa thi đấu bất cứ trận đấu nào tại giải câu lạc bộ thế giới, song bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm dẫn đầu ở một hạng mục đầy bất ngờ. Theo đó, với chiều cao 1m53 theo như công bố của Volleyball World và Liên đoàn bóng chuyền châu Á AVC, libero Lê Thị Thanh Liên của chúng ta là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất giải đấu. Xếp ngay sau Thanh Liên trong danh sách này chính là người đồng đội cùng vị trí với chị Nguyễn Khánh Đăng với chiều cao 1m58. Hai cầu thủ khác tiếp nối những vị trí dẫn đầu của Liên và Đăng là Natalia Araro, Dentibrea Club 1m62 và Tuna Abukeoze của Ezak Zibeji 1m63. Cả hai đều chơi ở vị trí libero. Ở chiều ngược lại, phụ công của ngân hàng Bột Hải Thiên Tân, Thiên Chin Bo Hai Banh, Yuan Xin Yue, Viên Tâm Nguyệt là cầu thủ sở hữu chiều cao tốt nhất lên đến 2m02. Bốn cầu thủ khác bao gồm Ngọc Nữ Zeragunes, Zeynep Demirel và Kiếp Bành, Sinet Jack, Ezazi Beji và Rebecca Camille của Reda Minas lần lượt xếp sau với 4cm ít hơn. Trong thời gian gần đây, người hâm mộ bóng chuyền nước nhà không khỏi phấn khích khi chứng kiến những hình ảnh libero Khánh Đăng tham gia chắn bóng, đập bóng chẳng khác nào một chủ công thực thụ. Dẫu vậy, điều này cũng bắt nguồn từ một thực tế không mấy tích cực khi Sport Center One phải chịu những tổn thất về lực lượng với sự vắng mặt của Trần Thị Thanh Thúy cũng như vết đau ở cổ chân đã bình phục của Trần Tú Linh. Mới đây, đối chuyền xinh đẹp Hoàng Thị Kiều Trinh đã chính thức lỡ hẹn với giải vô địch câu lạc bộ thế giới sắp tới vì chưa thể bình phục chấn thương. Và cuối cùng là thông tin cực kỳ quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ người hâm mộ khi Thanh Thúy, Kiều Trinh đều không đánh giải vô địch thế giới 2023. Bích Tuyền hứa chắc như đinh đóng cột. Chưa bao giờ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lâm vào tình cảnh khó khăn như thế này khi vắng cả hai cầu công ghi điểm chủ lực là Thanh Thúy và Kiều Trinh. Những lúc thế này, người hâm mộ lại nhớ tới câu nói của Bích Tuyền. Sở hữu những cú đập sấm sét cùng nền tảng thể lực tuyệt vời và chiều cao lên tới 1m88, Bích Tuyền được coi là tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam những năm gần đây. Tuy nhiên, sau SEA Games 31, tay đập quê Vĩnh Long vẫn chưa trở lại thi đấu ở đội bóng chuyền nữ quốc gia. Vấn đề nảy sinh với Bích Tuyền khi ngôi sao tấn công sinh năm 2000 bị nghi ngờ giới tính khi thi đấu ở SEA Games 31. Mối hoài nghi chưa khi nào chấm dứt hoàn toàn từ đó đến nay, nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFV khẳng định về mặt giấy tờ thì trường hợp của Bích Tuyền hoàn toàn hợp lệ nên không có lý do gì để VFV loại bỏ vận động viên này. Cây ngày không sợ chết đứng, mối hoài nghi bủa vây quanh Bích Tuyền một phần quan trọng chính là do tay đập này hơn một lần từ chối lên tập trung đội tuyển quốc gia khi được triệu tập. Mới nhất, Bích Tuyền có tên trong danh sách triệu tập của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ở giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023, nhưng từ chối tham gia vì cảm thấy bất ổn tâm lý do những đồn thổi về giới tính. Điều đáng nói là sau khi bình phục chấn thương cuối năm 2022, chính Bích Tuyền từng tuyên bố sẵn sàng trở lại đội tuyển quốc gia trong năm nay nếu được triệu tập. Năm 2022, mình không may bị chấn thương. Năm nay mình có thể sẽ trở lại góp sức cho đội tuyển quốc gia nếu có tên trong danh sách triệu tập, Bích Tuyền chia sẻ. Khẳng định sẵn sàng trở lại thi đấu cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nếu được triệu tập. Nhưng mới rồi, tay đập 23 tuổi lại nuốt lời khi từ chối lên tuyển Việt Nam dù có tên trong danh sách thi đấu. Chính việc Bích Tuyền quay xe khiến một bộ phận người hâm mộ từ chỗ cảm thông và yêu mến ngôi sao này trở nên thất vọng, mất niềm tin, thậm chí tức giận đối chuyển quê Vĩnh Long. Hiện tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang gặp khó khăn lớn về nhân sự khi cả Thanh Thúy phải thi đấu cho PFU Blue Card và Kiều Trinh chấn thương đều không thể thi đấu ở giải vô địch thế giới 2023, diễn ra từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 này. Những lúc thế này, người hâm mộ lại nhớ tới lời hứa chắc nịch nói trên của Bích Tuyền và càng thêm thất vọng. Tài năng của đối chuyền 23 tuổi là không phải bàn cãi, nhưng việc Bích Tuyền nhất quyết từ chối cống hiến cho đội tuyển quốc gia khiến hình ảnh của tay đập này trở nên xấu đi rất nhiều. Bích Tuyền càng một mực từ chối thi đấu cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì những hoài nghi đồn thổi về giới tính của tay đập này càng gia tăng và không bao giờ chấm dứt. Không có Bích Tuyền trong bối cảnh mất cả Thanh Thúy lẫn Kiều Trinh, tuyển Việt Nam gặp muôn trùng khó khăn. Nhưng việc từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia cũng không tốt cho chính bản thân Bích Tuyền. Tình hình nhân sự này là lời cảnh báo đối với huấn luyện viên Tuấn Kiệt và nó cho thấy tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng cần có thêm những nhân tố tấn công triển vọng mới trong đội ngũ để tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào vài ba cá nhân nào đó.